Can you hear me? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Hello. Đầu em Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu tại các điểm cầu Việt Nam và các nước ASEAN khác tham dự hội diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Dạ mời anh Tân giúp dịch cho. Ladies and gentlemen, good morning, everyone from different destinations. Good morning. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang làm thay đổi thế giới, tác động tiêu cực trực tiếp tới kinh tế và thương mại quốc tế. Tăng trưởng kinh tế thế giới hiện đang giảm tốc và tác động mạnh mẽ đến tổng cầu kinh tế thế giới. As you already know, the pandemic COVID-19 has created a big impact on the businesses and the world economy, and it's created a negative effect to the whole trade economy of the world. Thương mại Việt Nam với các thị trường thuộc khu vực ASEAN cũng không nằm trong vòng xoáy ảnh hưởng này. Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai bên trở nên khó khăn hơn bởi một số bất cập nảy sinh từ COVID-19, trong đó có những bất cập từ vấn đề logistics. And the trade between Vietnam and ASEAN countries also be impacted by pandemic COVID, and the bilateral businesses between countries and countries also have disadvantages and difficulties due to the pandemic COVID-19. Thời gian qua, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và rất nhiều cơ quan tổ chức hỗ trợ kinh doanh khác của Việt Nam và các nước ASEAN khác đã thực hiện đa dạng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai phía thúc đẩy các hoạt động giao thương hàng hóa nhằm giảm thiểu các tác động từ đại dịch. Những nỗ lực này đến nay đã cho thấy có một số kết quả đáng ghi nhận. And Vietjet of Vietnam and trade agencies of other countries have tried a lot to support businesses, and those efforts has been recognized as success to promote business among countries. Tuy nhiên, khi các hoạt động xúc tiến thương mại này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN khác xác lập được các cái đơn hàng, thì các cái doanh nghiệp lại phải đối mặt với những khó khăn trong vấn đề logistics, mà trong đó là thời gian vừa qua thì có những cái vấn đề là thiếu trầm trọng các cái container để chứa hàng xuất nhập khẩu. Và đó là dù có đơn hàng nhưng mà doanh nghiệp lại khá vất vả hoặc tốn kém hơn so với trước đây để tìm cách vận chuyển được hàng hóa sang thị trường của nhau một cách an toàn. So with those supports by trade agencies of the governments of ASEAN countries, businesses have achieved orders, but they are facing another difficulties regarding to logistics. So that is another point of the issue. Trước tình hình này và trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại các nước ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam VLA, Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Giao thương trực tuyến Logistics Việt Nam ASEAN trong các ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2020. So with this, in this context, Vietrade under the Ministries of Industry and Trade of Vietnam, along with trade agencies of ASEAN countries, and VLA, Vietnam Logistics Association, and other business associations, we organize this online forum to promote the businesses for ASEAN countries' businesses.
Diễn đàn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp logistics Việt Nam và các nước ASEAN khác kết nối, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và tìm ra các cái giải pháp, tận dụng nguồn lực của nhau, các cái cơ hội cùng liên danh, liên kết để đưa ra những cái dịch vụ logistics đáp ứng kịp thời, chất lượng cho các cái nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN khác. So with this forum, we aim to support businesses to find out solutions in order to take advantage of resources and share information, update knowledge in order to promote businesses. Tham dự diễn đàn, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. And attending the online forum today, I would like to introduce the distinguished guests. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam. I would like to introduce Mr. Lê Hoàng Tài, Deputy Director General Vietnam Trade Promotion Agency. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Chang Kalun, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Malaysia, Lok Air. And I would like to introduce Dr. Chang Kalun, President, the Society of Logisticians Malaysia. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA. And I would like to introduce Ms. Nguyễn Tương, Deputy General Secretary Vietnam Logistics Business Association VLA. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lo Trung Minh, Vụ trưởng Giao thông và Logistics, Tổng vụ Doanh nghiệp Singapore, Bộ Công Thương Singapore. I would like to introduce Mr. Lo Trung Minh, Director, Department of Transport and Logistics Enterprise Singapore, Singapore's Ministry of Trade and Industry. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Xuân Trung, Bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ Việt Nam tại Indonesia. I would like to introduce Mr. Trương Xuân Trung, First Secretary in charge of Vietnam Trade Office in to Indonesia. Tham dự diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay còn có các cái đại diện, các tham tán, các cái đồng chí phụ trách thương vụ Việt Nam tại các nước ASEAN khác. And also joining the forum today, we have a pleasure to introduce representatives of trade offices in ASEAN countries. Và thành phần đặc biệt quan trọng của diễn đàn đó chính là sự tham gia của trên 80 doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN khác. Xin nhiệt liệt chào mừng. And also we would like to welcome more than 80 businesses representing ASEAN countries' business communities. Diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay sẽ được chia làm hai phiên, phiên khai mạc và sau đó là các phiên trao đổi kết nối B2B riêng giữa các cặp doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN khác trong lĩnh vực logistics. Tại các phiên kết nối, trên 40 doanh nghiệp logistics ASEAN đã đăng ký giao dịch trực tuyến với 42 doanh nghiệp logistics Việt Nam. So for the forum today, we have two sessions. The first session is the opening session, and then the second session is the B2B for business matching and sharing knowledge. Cách đây một vài hôm thì chúng tôi cũng đã tổ chức diễn đàn giao thương trực tuyến Logistics Việt Nam EU và Logistics Việt Nam Nam Mỹ. Theo phản hồi của các doanh nghiệp tham gia, một số doanh nghiệp đã tìm được các cái đối tác hợp tác quan trọng và giá trị từ diễn đàn. Chúng tôi rất mong diễn đàn với ASEAN hôm nay và ngày mai cũng sẽ thu được những cái kết quả thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN khác. As you know, a few days ago, we also organized a forum like this for Vietnam businesses with European businesses and also with South America businesses. And we achieved a lot of successes. And I do hope that with this forum, we gain the same success. À, ngay sau đây để khai mạc chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu. Xin kính mời ông. And right now I would like to invite Mr. Lê Hoàng Tài, Deputy Director General Vietnam Trade Promotion Agency, to have an opening speech. So please. Xin chào toàn thể các quý vị. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Kính thưa ông Chang Kalun, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Malaysia. Dear Mr. Chang Kalun, Chairman Malaysia Logistics Association. Thưa ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam. Dear Mr. Nguyễn Tương, Deputy Secretary General Vietnam Association of Logistics Service Enterprises. Thưa ông Long Trung Minh, Vụ trưởng Vụ Giao thông và Logistics, Tổng vụ Doanh nghiệp Singapore, Bộ Công Thương Singapore. Dear Mr. Lo Chung Min, Director of Transport and Logistics Singapore Business Central Department, Ministry of Industry and Trade of Singapore. Thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý cùng toàn thể các quý vị từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN tham gia diễn đàn ngày hôm nay.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, and all of you from Vietnamese agencies, organizations, business associations, and all the ASEAN countries participant in this forum. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Nhân đây, tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn các thương vụ Việt Nam tại các nước ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam đã cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại đồng tổ chức sự kiện thiết thực, hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN trong bối cảnh dịch COVID-19 đang cản trở đáng kể các hoạt động giao thương trực tiếp của các doanh nghiệp. So first of all, on behalf of the leadership of Trade Promotion Agency, Ministry of Industry and Trade of Vietnam, I would like to welcome and thank you delegates for taking the time to attend in the forum today. And by the way, I would like to thank the Vietnam Trade Offices in ASEAN countries, the Vietnam Logistics Business Association, the Vietnam Shippers Council for their cooperation with the Vietnam Trade Promotion Agency for organizing this forum and businesses of Vietnam and ASEAN countries in the context of COVID-19 pandemic, which is a very significant hindering the direct trade activities of businesses. Thưa các quý vị, sau 25 năm gia nhập ASEAN với tiến trình hội nhập năng động và hiệu quả, thương mại hai chiều của Việt Nam và ASEAN đã tăng lên từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đô, đạt 57,3 tỷ đô la vào năm 2019 và 48,2 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2020, sụt giảm 9,06% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của đại dịch COVID-19. And ladies and gentlemen, after 20 years of joining ASEAN, with a dynamic and efficient integration process, Vietnam-ASEAN bilateral trade has increased from several billion to tens of billions US dollar, reaching 57.3 billion US dollar in 2019 and 48.2 billion USD in the first 11 months of this year, 2020, and a decrease of 9.06% compared to the same period last year due to the impact of the COVID-19 pandemic. 5 năm trở lại đây, Việt Nam và nhiều quốc gia trong khối ASEAN có thể có thế mạnh xuất khẩu như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia đều xem các thị trường nội khối chính là thị trường nội địa nối dài. Lợi thế của các doanh nghiệp và các nước ASEAN khi đưa vào nội khối là sự thuận lợi về khoảng cách địa lý, không hạn chế phương tiện vận chuyển. In the past 5 years, Vietnam and many countries in the ASEAN that have export strength such as Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia have considered the internal markets to be the extended domestic market, and the advantage of business from ASEAN countries when bringing goods to the intra-bloc is the advantage of geographical distance, no restriction on means of transport. Đối với Việt Nam, ASEAN không chỉ là thị trường gần gũi về địa lý mà còn có sự tương đồng về văn hóa và thói quen tiêu dùng. Có số dân đông tới 622 triệu người và còn nhiều dư địa để tăng trưởng thương mại với Việt Nam. Thị trường ASEAN đã được các nước thành viên cùng khai thác nhiều năm qua nhưng giao dịch nội khối chưa xứng với tiềm năng. For Vietnam, ASEAN is not only a geographically closed market but also has similar culture and consumption habits. Has a large population of over 622 million and has plenty of room for commercial growth. With Vietnam, the ASEAN market has been jointly exploited by member countries of many years, but intra-regional transactions are not commensurate with the potential. Việt Nam xuất khẩu vào thị trường ASEAN nhiều chủng loại hàng hóa nông sản như là gạo, cà phê, hạt tiêu, rau quả và thủy sản, điện thoại các loại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, hàng dệt may, đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, khoáng sản. Những mặt hàng này hầu hết được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA. Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ ASEAN chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, xăng dầu các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường và hóa chất.
Vietnam export to the ASEAN markets many types of agricultural products like rice, coffee, paper, vegetable, seafood, telephone and components, computers, electronic products and components, machinery, equipment, tools, spare parts, spare tires, wood and wood products, minerals. These items mostly enjoy referential import tax under the ASEAN Trade-in-Use Agreement. The main crops of Vietnam imports from ASEAN are mainly raw material for production, computers, electronic products and components, petroleum, machinery, equipment, tools and other spare parts, plastic material, common spare parts, chemicals. Thưa các quý vị, do tác động của dịch bệnh COVID-19 và một số yếu tố khác, nền kinh tế ASEAN nói chung và tổng thể chuỗi cung ứng hoạt động sản xuất nhập khẩu hàng hóa nội khối và lĩnh vực logistics của khu vực này nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Ladies and gentlemen, due to the impact of the COVID-19 pandemic and a number of other factors, the ASEAN economy in general, the overall supply chain, inter-regional import and export activities, and the logistics sector of this region in particular suffer a lot of negative impacts. Thời gian qua, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khiến một số dịch vụ logistics trở nên khan hiếm và tăng giá phi mã. Bên cạnh đó, lĩnh vực logistics tại các nước ASEAN cũng bộc lộ rõ những yếu kém hoặc khả năng chưa theo kịp nền kinh tế số. Do đó, lĩnh vực logistics của ASEAN đang trong quá trình chuyển đổi cùng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có những sự dịch chuyển quan trọng sang khu vực ASEAN. Dịch bệnh COVID-19 qua đó là một phép thử, đồng thời cũng là một cơ hội để đánh giá lại mạng lưới logistics và thương mại nội địa của các quốc gia ASEAN. In recent years, disease control measures have made some logistics services becoming scarce and skyrocketing in prices. In addition, the logistics sector in ASEAN countries also reveal witnesses on the ability to keep up with the digital economy. Therefore, the ASEAN logistics sector is in a transition period along with the movement of global supply chains, including important shift to the ASEAN region. The COVID-19 pandemic is therefore a test and an opportunity to reassess domestic trade and logistics network of ASEAN countries. Thị trường ASEAN hiện đang thu hút cộng đồng đầu tư quốc tế vào lĩnh vực logistics để tạo ra những kết nối theo chiều ngang và chiều dọc. Nhiều quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam cần cải thiện hệ thống kết nối hạ tầng, công nghệ thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận các cảng biển, bến bãi, ga tàu, tăng cường hợp tác lẫn nhau để cung cấp cho thị trường các dịch vụ logistics phức hợp. The ASEAN market is currently attracting the international investment community in the logistics sector to create horizontal and vertical connections. Many ASEAN countries, including Vietnam, need to improve infrastructure connectivity and information technology, improve access to seaports, yards, and train stations, and strengthen mutual cooperation to provide for complex logistics services market. Tôi rất mong các doanh nghiệp logistics Việt Nam và các nước ASEAN thông qua diễn đàn này sẽ có điều kiện thuận lợi gặp gỡ trực tuyến, trao đổi về những vấn đề tồn tại, các định hướng và cơ hội hợp tác, liên kết cùng tận dụng và phát huy các nguồn lực của nhau để tối ưu hóa các dịch vụ logistics, phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN. I hope that logistics enterprises in Vietnam and other ASEAN countries throughout this forum will have favorable conditions to meet online, discuss existing issues, orientations and opportunities for cooperation and joining together to use and promote each other's resources in order to optimize logistics services to better serve import and export businesses of Vietnam and ASEAN countries. Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng,
đầu tư cơ sở hạ tầng logistics đồng bộ, tăng tính kết nối của các phương tiện vận tải, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ logistics thông qua ứng dụng số hóa các quy trình hoạt động. On the part of the Vietnamese Ministries of Industry and Trade, the relevant authorities under the ministries are continuing to review administrative procedures on import and export in order to promote exports, facilitate and effectively support businesses for export, import and logistics services. In addition, we also encourage businesses to focus on investment in logistics infrastructure, increase the connectivity of means of transport, and improve logistics services delivery capacity through digitalization operating processes. Trước khi dừng lời tại đây, tôi xin chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc sức khỏe cho các đồng chí tham tán thương mại và phụ trách thương vụ Việt Nam tại các nước ASEAN, các quý vị diễn giả từ các cơ quan hiệp hội cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự diễn đàn. Chúc các doanh nghiệp và người dân ASEAN chúng ta an toàn vượt qua đại dịch. Before ending my opening speech, I wish our forum a great success. And best of all, track consulates in charge of the Vietnam trade offices in ASEAN countries, speakers from agencies, associations, and all delegates attending the forum today. May businesses and people of ASEAN countries safely overcome the pandemic. And wish Vietnamese businesses and other ASEAN countries will successfully connect together from the transaction at this forum. Chúc các doanh nghiệp Việt Nam, các nước ASEAN khác sẽ kết nối thành công từ các giao dịch tại diễn đàn của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. And once again, I wish all businesses to have a best connection for successful business. And thank you very much. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Hoàng Tài, Cục trưởng So thank you, Mr. Lê Hoàng Thái, Deputy Director General, Vietnam Trade Promotion Agency. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Chang Kha Lun, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Malaysia, Lok Em, sẽ có bài chia sẻ về cơ hội hợp tác kinh doanh logistics giữa Việt Nam và Malaysia. Xin kính mời ông. And now I would like to welcome and invite Dr. Chang Kha Lun, President of the Society of Logisticians Malaysia, to deliver the topic business opportunities for Vietnamese and Malaysian logistics companies. So please, Dr. Chang Kha Lun. Hello, good morning, everybody. Xin kính chào, xin chào tất cả các quý vị. First of all, I would like to express my sincere thanks to Vietnam Ministry of Industry and Trade, Vietnam Logistics Business Association, as well as Vietnam Shipper Council, for inviting me to this video interactive business matching forum, Vietnam ASEAN Logistics 2020. Trước tiên, cho phép tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ Công Thương, Cục Xúc Tiến Thương Mại, Hiệp hội Logistics VOA Việt Nam và Hiệp hội các chủ tàu đã tổ chức sự kiện này và mời tôi tham gia. Can I share my slides right? Tôi xin được phép chia sẻ cái bài phát biểu của tôi. Can share. Xin chia sẻ cái phần cái slide trình bày của tôi ạ. Can you see the slide? Quý vị thấy cái slide trình chiếu của tôi và trên màn hình phải không ạ? Yes, I see. Yes. Okay, this is a very simple poster prepared by myself for this particular forum. Right. Once again, thank you very much for inviting me to this meaningful forum online.
Như vậy đây là một cái bài trình bày do tôi trình bày, nó cũng rất là tóm lược. Và một lần nữa là xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham gia cái diễn đàn trực tuyến này. Just to brief you a little bit about myself, I am Chang, Chang Kalun. Today I am representing the Society of Logisticians Malaysia, LOGM. I have been a logistician, a professional logistician since 1994. So that means, and my area of specialization is maritime logistics. And of course, apart from serving the industry of logistics, I also serve the other organization like primary school, secondary school, as well as the GLAN. Thì tôi xin phép được giới thiệu sơ lược về bản thân tôi. Thì tôi là người mà chuyên môn là trong cái ngành logistics với rất là nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra thì tôi cũng là thành viên trong rất là nhiều các cái tổ chức, các hiệp hội như quý vị thấy trong cái slide trình chiếu đây. Và tôi cũng là thành viên trong cái hội đồng quản trị của những cái trường học từ cấp tiểu học cho đến trung học và nhiều các cái tổ chức khác. Okay, of course, today is not a course, or we are not attending a course. So this is just a 10-minute talk about logistic business. Of course, we have the limitation as well. And of course, one of these days, I hope by one of these days, we can see face-to-face so that we can share more. But because today, I am given only about 10 minutes to share a small little experience or knowledge of mine, especially on logistics business. So my scope is very limited. Như vậy thì hôm nay không phải là một cái khóa học, cho nên và hơn nữa là cái thời gian dành cho tôi thì chỉ có 10 phút thôi, cho nên tôi chỉ có thể chia sẻ một rất ít những cái kinh nghiệm và những kiến thức của tôi về logistics mà thôi. Và đó chính là cái phạm vi của cái buổi trình bày hôm nay. And I strongly believe everyone here knows logistics, right? Logistics, of course, is unlike those days. Those days, people didn't really know about logistics. But today, a lot of people know about logistics simply of its factors. And so these are the few factors that come from logistics, you know? So because of logistics, today we have the chance for world connection, we have the business, we have the global trade, and we have the movement of people as well as the goods. And of course, with logistics, we have economic development, value management, as well as our sustainability. Right? So what we have is, at the end of the day, what we want is the sustainable development for all countries. So logistics is very important and essential. And I would say logistics may be invisible, but it is definitely indispensable in this particular business world today. Như vậy thì tôi nghĩ là tất cả quý vị của chúng ta cũng đã biết cái khái niệm logistics là gì rồi, và như vậy thì trong cái thế giới ngày hôm nay thì logistics nó còn là một cái thành tố, nó kết nối những cái thành phần khác, ví dụ như là nó kết nối cái thế giới lại với nhau, nó tạo cho cái giao thương toàn cầu nó thuận lợi hơn, nó tạo cho sự dịch chuyển, movement, dịch chuyển hàng hóa, dịch chuyển con người, nó cũng giúp cho việc phát triển kinh tế, nó giúp cho chúng ta quản trị được cái giá trị được tốt hơn, và quan trọng hơn đó là cái sự phát triển bền vững. Như vậy với cái logistics như vậy, nó giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển tốt hơn, phát triển theo một cách bền vững hơn. So that's why I said the logistics is essential to our country development, and everyone needs logistics. Như vậy logistics rất là quan trọng, nó là một cái nhìn nó rất là đơn giản như vậy, nhưng nó đây là một cái việc rất là quan trọng cho cái sự phát triển kinh tế của bất cứ quốc gia nào. Okay. Of course, before we go for any business opportunity, we must first of all know
what are the problems or what are the present issues. And to me, as a logistician or as a practicing logistician, I would say problems, of course, those are problems or those are issues, but those are good issues and good problems. And you can see, actually, the world volume has increased. The world volume. Như vậy, trước khi chúng ta đi nói đến những cái chuyện về cơ hội kinh doanh thì chúng ta cần phải xem lại, điểm lại đâu là những cái vấn đề hiện tại, đâu là những cái khó khăn, những cái trở ngại. Vì tôi nghĩ những cái vấn đề hay là những cái khó khăn như vậy là những cái điều tốt cho chúng ta. Bởi vì một trong những cái vấn đề hiện tại mà chúng ta thấy đó là cái sản lượng giao dịch hàng hóa như vậy đó đang gia tăng lên. Although, of course, every one of us is facing the COVID pandemic, but actually the volume has gone up, and of course we can see a lot of manufacturing activities are going on or are still going on, especially, you know, in China. You know, China is now being the largest manufacturing sites in the world, and of course the export and import volumes of China have actually bring or brought in a lot of good opportunity for everyone here, you know. Như vậy là với cái kinh nghiệm là những cái người thực hành trong cái ngành logistics thì tôi muốn chia sẻ những cái vấn đề thực tế hiện nay. Mặc dù là cái dịch bệnh COVID như vậy nhưng là quý vị thấy là cái volume, cái sản lượng hàng hóa là gia tăng này, rồi các cái nhà máy sản xuất như vậy là cũng đang mở rộng phát triển lên rất là nhiều nữa, đặc biệt ở các quốc gia như là Trung Quốc. Okay, cascade effect can be seen now. Cascade effect means the ships, especially the container ships, is becoming very big. You know, so they are now talking about 24,000 TEU. So that means 24,000 containers capacity, right? So ships is becoming very big. So indirectly or directly, which bring certain challenges to certain seaport, you know, in the world, because the ships need to have the port or the facility, you know, to work for their operation. Then M&A, means merger and acquisitions activities, are also going on. FDI, DDI. FDI means the foreign direct investment, and domestic direct investments are here as well, because we encourage FDI plus DDI at the same time. And technology, of course, is changing or keep improving. That's why today we have the opportunity to see each another online. And last but not least, professionalism can be seen today, because people are going for globalized business world today. So we need to ensure that we have the professional knowledge as well as the experience through, of course, the related courses of training or learning. Và một số các cái vấn đề hiện tại mà chúng ta cũng chứng kiến đó, rất là cái hiệu quả về cái hiệu quả di chuyển nó ảnh hưởng. Ví dụ như hiện nay thì các cái tàu container, cái container tàu vận chuyển container như vậy trở nên lớn hơn, đến 40.000 TEU. Rồi cho nên cái này nó đòi hỏi là các cái cảng biển bây giờ nó phải lớn hơn để có thể tiếp nhận những cái con tàu này. Rồi chưa kể là các cái hoạt động vận hành tổ chức quản lý nó cũng cần phải thay đổi. Rồi một cái xu thế nữa là cái M&A, tức là mua bán và sáp nhập này, nó cũng phát triển rất là tốt. Rồi các cái đầu tư trực tiếp FDI và đầu tư ra nước ngoài, rồi đầu tư trực tiếp trong nội địa nó cũng phát triển, bởi vì các chính phủ đều khuyến khích các cái hoạt động này. Rồi công nghệ thay đổi, các cái hoạt động và cái công nghệ trực tuyến này thay đổi, và đòi nói cái này nó đặt ra rất là nhiều cơ hội cho chúng ta liên quan đến việc nâng cao kiến thức này, rồi tổ chức các cái chương trình đào tạo để thích ứng với cái công nghệ mới này. Okay, this is the global container ports. So based on 2019, so actually we can see from here that actually the volume is going up,
and Vietnam is, of course, on the list. Vietnam is now ranked. Vietnam is now ranked. I could see Vietnam here as well. Vietnam is now ranked. Sea 34, Hải Phòng. 15. Ho Chi Minh City. It's considered very good. This is just a guideline for you to have a look. You can see actually the trend of our maritime logistics, especially maritime. Maritime means shipping. So shipping volume can be seen going up. Như vậy quý vị thấy trên cái bảng này là top 50 các cái cảng container toàn cầu. Trong này thì quý vị thấy là Việt Nam cũng chắc chắn nằm trong cái danh sách này. Quý vị thấy con số 15 đó, tức là cái cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là cảng Cái Mép. Như vậy là các cái cảng ở ASEAN như vậy là tăng trưởng rất là nhanh vào năm 2019. Okay, this is just a reference because our time is very much limited today. Xin lỗi là thời gian. Yeah. Thời gian nó quá ngắn, giờ này tôi sẽ nói rất là nhanh và tôi sẽ bỏ bớt một số cái nội dung không quan trọng. This is something for us to share with my friends today, that this is the Malaysia export, just a reference for us. This is in billion dollars, okay, for your information, from 2009 up to 2019. This is meant for export. And I have analyst slides for import, same thing. I would say the growth is quite encouraging. Như vậy đây là các số liệu nhập khẩu của Malaysia, đây là đơn vị, đây là tỷ USD. Như quý vị thấy, số liệu đây là từ năm 2009 đến 2019 ha. Thì đây là những cái thông tin muốn chia sẻ với quý vị. Okay, and Malaysia, we have a lot of trade partners as well. And of course, Malaysia work with all those countries. And from the list, you will see that Vietnam, and we have a lot of export from Malaysia to Vietnam, and Vietnam is one of our top major export countries, and another one is the major import countries. Cái số liệu ở trên này cho thấy cái thương mại của Malaysia ở bên trái quý vị thấy là 10 cái quốc gia mà xuất khẩu. Và bên phải đó là 10 cái quốc gia nhập khẩu. Ở trong đó quý vị thấy là nước Việt Nam của chúng ta cũng đã hiện diện trong cái danh sách này. Okay, these are the main commodities. That means we have two lists here. We have top 10 major export products as well as the top 10 major import products. From the list you will see actually E&E is our main one, even for export as well as import, E&E, electrical and electronics, which include the solar panel, Và đây là cái những cái mặt hàng chính trong việc xuất nhập khẩu. Thì bên trái là export là xuất khẩu, bên phải là nhập khẩu đó. Quý vị thấy là cái mặt hàng electrical, electronic, các sản phẩm và điện điện tử luôn luôn đứng đầu cả xuất cả nhập luôn, quý vị. Sau đó là có những cái tấm panel về năng lượng mặt trời nữa. And this is a slide showing the ocean freight in US dollar, and this is for Penang to Vietnam for reference only. This is not a quotation. I have to put a remark here. This is not a quotation. Just a reference for ourselves for Penang to Vietnam. Right, you can see actually the freight is going up, at least 50 to 55% or even more. And today, even the ocean freight, we all have to pay. On top of the ocean freight, we have to pay the emergency cost recovery surcharge as well as the container imbalance charge. Thì đây là cái bảng biểu về cước phí vận tải đường biển ha. Cho từ Penang đến Việt Nam, và đây là chỉ cung cấp cho quý vị cái thông tin để quý vị tham khảo ha. Ở đó hai cái cảng là Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có những cái phí bổ sung khác như là cái phí emergency cost recovery surcharge này, rồi container imbalance charge. Yeah. So that means in short, today we all have to pay ocean freight plus emergency cost recovery surcharge as well as container imbalance charge.
And this particular slide is meant for the freight for Penang to Vietnam. Thì đó là cái thông tin về cước phí và chuyển từ Penang sang Việt Nam, gồm các cái phí. Okay, so this is the ocean freight for reference as well for Falkland to Vietnam as well as from Johor to Vietnam. And of course, freight plus ECRS plus CIC, that means emergency cost recovery surcharge as well as container imbalance charge. So Pasir Kudang, they have yet to even implement ECRS. This is per TU basis and per container basis for November to December 2020 for guidelines only. Và đây là cái thông tin về cước phí vận chuyển đường biển và cũng là nhằm mục đích để cho quý vị tham khảo thôi. Thì cái này là tính toán là dựa trên cái mà mỗi cái TEU tức là cái cong 20 feet ấy, thì cái thời hiệu lực cái là từ tháng 11 đến tháng 12 năm nay đó thì ở các cảng là từ cảng Portland đến Hải Phòng hoặc Portland đến thành phố Hồ Chí Minh, cảng thành phố Hồ Chí Minh này. Đó là các cái thông tin cho quý vị tham khảo. And Malaysia to Vietnam, we have import export, and this is meant for Malaysia Vietnam only, right? So Malaysia, we import those things from Vietnam, and Malaysia exports those things. That's why we have two lists: one list for import, one list for export, for your guidelines. Như vậy đối với cái giao thương giữa Việt Nam và Malaysia thì đây là một số các cái mặt hàng chính. Bên trái quý vị thấy là nhập khẩu, đó là một số các mặt hàng được liệt kê ha. Bên phải là xuất khẩu, đó là một số các mặt hàng cũng đã được liệt kê. And of course we have opportunity, as I mentioned to ladies and gentlemen earlier, that actually as far as professional logistician is concerned, of course we do face issues or problems, but we classify those as good issues and good problems. And of course, we all have to stay very positive and strong to fight with all those COVID pandemic. And of course, at the same time, if possible, we try to create certain things. So like, for example, good business networking, like here, even face-to-face on the internet, that is good enough, especially at this moment of time. So business networking must always be there, right? And collaboration, meaning we can have the joint service, we can have the business integrations, we can have the business collaborations. That means we work hand in hand, Malaysians as well as Vietnamese, right? We try to create more business opportunity. Of course, we need not to have the merger or whatever, but we can have the joint service or so-called the joint operations. And of course, if possible, we may look into possibility of direct investment. I'm very sure later we will have B2B session. Maybe we can create more opportunity, especially for direct investment later through the B2B sessions. And of course, at this present moment, it is good for us to know or to create more opportunity for knowledge transfer that refer to university educations. Why not we have a students transfer, right? Our students can cross over and learn from Vietnamese university, then Vietnamese students can learn from Malaysian university. So this is so-called the knowledge transfer, because I am very sure that no one is perfect, you know, in this particular society or the world. So it is good to share our knowledge. So we cross over to Vietnam and Vietnam come over to Malaysia, then we have the knowledge transfer. So at the same time, we try to even enhance our knowledge by ensuring continuing professional development in order for us to become a true professional.
Như vậy thì với những cái vấn đề hay là những cái vấn đề hiện tại hay là các cái vấn đề và khó khăn mà như hồi nãy tôi chia sẻ cái lúc ban đầu đó, thì chúng tôi nhận thấy chúng ta có thể phân loại những cái vấn đề, những cái khó khăn nó thành những cái loại vấn đề, những cái khó khăn nó có yếu tố tốt, tức là có thể thúc đẩy tạo ra những cái cơ hội cho chúng ta. Ví dụ như là chúng ta nên có rất là nhiều các cái kết nối kinh doanh, ví dụ như là cái diễn đàn ngày hôm nay là một trong những cái minh chứng cho cái chuyện đó. Ngoài ra chúng ta có thể có những cái trao đổi, những cái hợp tác, những cái hợp lực với nhau để giúp đỡ các cái doanh nghiệp với nhau cùng phát triển. Rồi chúng ta cũng có thể là thúc đẩy kêu gọi cái việc đầu tư trực tiếp này. Và chút xíu nữa đây là sau cái phần một mình có cái phần hai là B2B matching đó. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể thúc đẩy cái đầu tư trực tiếp. Rồi một cái mảng nữa là cái việc chia sẻ tri thức, là một cái việc cũng rất là hay, tức là ví dụ như các cái trường, các cái viện đào tạo, các cái cơ sở giáo dục, chúng ta có thể trao đổi sinh viên Việt Nam có thể qua Malaysia học hỏi, rồi sinh viên Mã Lai có thể qua Việt Nam. Thì đó là một cách để chúng ta chia sẻ tri thức và lúc chúng ta nâng cao được cái tính chuyên nghiệp và bảo đảm được chúng ta thực sự là những người chuyên nghiệp trong ngành. Okay, allow me to promote, take this opportunity to promote the Society of Logistician Malaysia. So this Society of Logistician Malaysia, or in short, LOGM, is a professional body for practicing logisticians and transport planners in Malaysia. Of course, the admission requirement is he or she must at least hold a bachelor degree in logistics, transport or supply chain. And we have three grades of membership. The first grade is associate logisticians. And second grade, which is our main grade, is logisticians. And the highest one is senior logisticians. Và mà một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cái cơ hội để mà cho cái hiệp hội logistician của Malaysia chúng tôi tham gia và trình bày. Về hiệp hội của chúng tôi thì đây là một cái nơi quy tụ những cái những người trong ngành, và chúng tôi có ba cái loại hội viên để cho quý vị có thể tham gia vào trong cái tổ chức hiệp hội Logistician Malaysia của tôi, viết tắt là LOGM đó. Thì quý vị có ba cái dạng membership, đó là associate logistician, rồi logistician và cái loại là dạng là senior logistician. Okay. So of course, for associate logistician, which carry the title A log M behind the name, behind your name, and logistician carry M log M, and senior logistician carry F log M behind your name. So those are called post nominal letters. Như vậy là với ba cái loại hội viên như vậy thì chúng tôi có những cái tên viết tắt F log M, M log M và A log M. So thank you very much for listening to my very humble presentation. And of course, at the same time, I must express my thanks to Mr. Tony Tan as well for your translation. Thank you. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để lắng nghe cái bài trình bày rất là khiêm tốn của tôi. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn ông. You are welcome to contact me anytime. I will stop the sharing now. Và quý vị cứ mạnh dạn kết nối với tôi ha, với những cái thông tin tôi chia sẻ trên cái màn hình vừa rồi. Vâng, xin thank you. Ông Chang Kalun. So thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. Vâng, xin cảm ơn ông Chang Kalun về phần trao đổi vừa rồi. Chúng tôi nhất trí cao với những cái đề xuất của ông để tăng cường hơn nữa những cái năng lực trong cái lĩnh vực logistics giữa các nước ASEAN. Và trong cái phần đề nghị của ông thì có cái nội dung liên quan đến cái vấn đề là chia sẻ tri thức để giúp cho những lao động, những nhân sự trong cái lĩnh vực logistics sẽ có thể là làm việc chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi cũng rất hy vọng là trong tương lai có thể có cái sự hợp tác giữa Cục Xúc Tiến Thương mại cũng như là hiệp hội của phía ông Chang Kalun tại Malaysia và các cái hiệp hội logistics liên quan của Việt Nam, các cái hiệp hội chủ hàng của Việt Nam có thể hợp tác để thực hiện những cái chương trình đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực logistics ạ. So thank you Dr. Chang Kalun for your very
impressive presentation, and especially with your some of your recommendations, we find it's very useful and interesting, and especially for the knowledge transfer. Within that, we can further discuss and establish the cooperation between Fairtrade and your organization in order to provide more training for businesses. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lo Trung Minh, Bộ trưởng Giao thông và Logistics, Tổng vụ Doanh nghiệp Singapore, Bộ Công Thương Singapore sẽ trao đổi về cái chiến lược Logistics Singapore và các cơ hội hợp tác. Xin kính mời ông. Now I would like to introduce and invite Mr. Lo Chun Ming, Director, Department of Transport and Logistics, Enterprise Singapore, Singapore's Ministry of Trade in Industry, to share the topic Singapore Logistics Strategy and Cooperation Opportunities. Good morning, everyone. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. I would like to thank the Trade Office of Vietnam Embassy in Singapore for inviting me to speak at the Vietnam ASEAN Logistics Forum 2020. Tôi xin cảm ơn thư vụ Việt Nam tại Singapore đã mời tôi tham gia và phát biểu với diễn đàn hôm nay. Over the years, Singapore and Vietnam have established strong and growing business linkages with one another. Singapore is the top ASEAN investor in Vietnam last year, with bilateral trade increasing by almost 10% year on year. The seven existing Vietnam-Singapore industrial parks, or VSIPs for short, have extracted US $14 billion in investment and created over 270,000 jobs in Vietnam over the years. This is all made possible due to our strong bilateral partnership. Singapore là một trong những cái quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam, và cái năm ngoái cái sự tăng trưởng như vậy là về đầu tư như vậy là trên 10%, và cái việc đầu tư của Việt Nam vào cái khu công nghiệp viết tắt là VSAIP hay mình hay gọi là VSIP đó, là một trong những cái minh chứng cho cái việc đầu tư của Việt Nam và việc khu công nghiệp này đã tạo ra hàng triệu việc làm tại Việt Nam. Logistics is a key enabler of economic growth. It is critical in supporting the manufacturing industry in sectors such as electronics, automotive, food and consumer products. As Vietnam's economy continues to grow strongly, powered by the manufacturing industry, there are greater opportunities for bilateral collaboration in logistics moving forward. Như vậy, cái ngành logistics nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Nó được coi là một cái ngành hỗ trợ thúc đẩy cho việc sản xuất kinh doanh tất cả các mặt hàng, từ điện tử cho đến thực phẩm, hàng tiêu dùng. Và logistics đã đóng một vai trò để mà kết nối các quốc gia với nhau, hợp tác để mà phát triển cái nền kinh tế của nhau. Please allow me to share more on Singapore's current logistics landscape and some potential areas for collaboration in logistics between Singapore and Vietnam. Và tôi xin chia sẻ một số cái thông tin về logistics của Singapore để chúng ta thấy được đâu là những cái cơ hội để chúng ta có thể có những cái hợp tác tốt hơn về logistics giữa các quốc gia. As an important pillar of the Singapore economy, the logistics sector contributed a value add of SGD 6.8 billion in 2019. And generated more than 86,000 jobs. Và cái ngành logistics ở Singapore được coi là một trong những cái trụ cột cho việc phát triển kinh tế, với cái dân số là 6,8 tỷ đô la, tạo ra trên 86,000 các công an việc làm cho người dân. Enterprise Singapore, together with other government agencies, supports the development of the logistics sector. We work closely with industry partners to help Singapore enterprises to overcome disruptions and capture global opportunities through three key approaches. Và chúng tôi hỗ trợ các cái doanh nghiệp của Singapore, và đặc biệt là trong cái ngành logistics, để có thể phát triển và hợp tác với các quốc gia khác để mà đóng góp vào cái nền phát triển kinh tế của Singapore thông qua ba cái dự án trọng yếu. First, enhancing productivity through digitalization.
digitalization is the foundation which allows companies to scale their operations more effectively and efficiently. À, cái thứ nhất đó là chúng tôi giúp để mà gia tăng được cái năng suất thông qua các cái công nghệ về số hóa để tăng được cái hiệu quả và năng suất làm việc. To help our company's digitalization efforts, Enterprise Singapore and the Infocom Media Development Authority co-developed the Logistics Industry Digital Plan, or IDP for short. Và chúng tôi cũng hỗ trợ các cái doanh nghiệp để mà có thể số hóa được các cái hoạt động kinh doanh để mà thông qua đó gia tăng được cái năng suất và thông qua một cái chương trình hỗ trợ về số hóa cho các doanh nghiệp. The IDP serves as a step-by-step guide for logistics companies to adopt digital solutions. It helps to break down digital adoption into small achievable milestones based on the company's stage of growth. At the same time, the IDP aims to guide companies to identify the necessary training for their employees and staff to upskill them and prepare them for implementation of the digital solutions. Và cái chương trình IDP là cái chương trình hỗ trợ số hóa doanh nghiệp này, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhận diện được các cái vấn đề mà họ đang cần và đánh giá được cái thực trạng của họ để người ta, để các doanh nghiệp có những cái chương trình đào tạo cho nhân viên, nâng cao được cái kỹ năng của họ theo từng cái thực trạng của riêng của từng doanh nghiệp. Beyond IDP, we also work with industry partners to assist companies in enhancing processes, building manpower and enterprise capabilities, and supporting their digitalization efforts. For example, a Center of Innovation for Supply Chain Management was set up in 2011 with the Singapore's Republic Polytechnic. Và ngoài cái chương trình IDP ra thì chúng tôi còn làm việc với các cái đối tác khác để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc cải tiến các cái quy trình làm việc, nâng cao được cái hiệu suất, và chúng tôi cũng sẽ thiết lập một cái trung tâm sáng tạo vào năm 2021. The Center of Innovation provide consultancy services to help companies build logistics and supply chain management capabilities. They engage the industry through monthly industry outreach events to showcase emerging technology in automation, Internet of Things, blockchain, and more. Như vậy thì với cái trung tâm sáng tạo này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng được cái năng lực, đào tạo được cái nguồn nhân lực và ứng dụng các cái công nghệ đa công nghệ mới nổi, ví dụ như là công nghệ về blockchain nè, rồi công nghệ khối đó, rồi công nghệ internet vạn vật, để mà nâng cao được cái năng lực và tiếp cận được những cái tri thức mới. The Center of Innovation also offers capability development programs to help companies identify gaps and opportunities, as well as customized projects for more advanced needs. Và cái trung tâm sáng tạo này cũng giúp các doanh nghiệp phân tích được cái nhu cầu về năng lực, nhận diện đâu là cái khoảng thiếu hụt về kỹ năng, để có thể có những cái chương trình đào tạo để mà lấp đầy những cái thiếu hụt đó, để mà doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn và có năng lực hơn. On the second point, we focus on capability development to secure growth opportunities. Developing enterprise and manpower capabilities are crucial for helping companies to capture opportunities in emerging logistics areas. Và cái việc mà cái trung tâm sáng tạo này cũng muốn nhằm đến cái việc là phát triển được cái năng lực. Và một khi phát triển được năng lực như vậy thì các doanh nghiệp có được cái năng lực để nắm bắt được những cái cơ hội, để bảo đảm được là các doanh nghiệp có được cái năng lực. The rise of yêu cầu để mà Let's go on. The rise of Asia and its middle class population have resulted in growing demand for pharma and medtech, cold chain and e-commerce logistics.
Như vậy cái sự phát triển của nền kinh tế như vậy đòi hỏi rất là nhiều cái sự phát triển của các doanh nghiệp liên quan đến những cái ngành về công nghệ, về thương mại điện tử, về các ngành logistics. Companies with the capabilities and skilled manpower to support these growing areas are well positioned to address the supply chain needs of shippers. Singapore logistics companies welcome collaboration with Vietnamese partners in these growing areas. Như vậy những cái doanh nghiệp mà có năng lực như vậy sẽ có được cái năng lực hợp tác tốt với các cái doanh nghiệp để mà có thể phát triển kinh doanh với nhau. Và hội logistics của Singapore chúng tôi mời gọi cái sự hợp tác của các cái đơn vị đối tác tương ứng của Việt Nam cho cái sự hợp tác và phát triển. Recognizing the need to equip next generation leaders with the tools to transform their businesses, Enterprise Singapore launched the Enterprise Leadership for Transformation program to focus on training Singapore SME leaders through peer learning and advisory from industry experts. Và chúng tôi nhận thấy được cái nhu cầu ngày càng gia tăng về cái năng lực cho các cái doanh nghiệp, và cho nên là chúng tôi có xây dựng những cái bộ công cụ để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ SME để họ có thể có đủ năng lực về kỹ năng để có thể phát triển. To foster regional collaboration, Enterprise Singapore will be happy to explore business matching and networking sessions between Vietnamese companies, ASEAN companies with our future logistics leaders. Và chúng tôi rất là vui để mà có những cái cơ hội để chúng ta logistics của Singapore cùng với logistics của Việt Nam có thể có những cái hợp tác thông qua các cái cách thức như là networking, kết nối với nhau, B2B matching, để chúng ta có thể có nhiều cái doanh nghiệp và không những giữa Singapore với Việt Nam và các quốc gia khác trong khối ASEAN của chúng ta. We want to accelerate internationalization and international partnerships. So Enterprise Singapore actively facilitates partnerships between foreign government agencies, business associations, multinational companies and SMEs for overseas projects. Và chúng tôi cũng mong muốn được thúc đẩy cái mối hợp tác giữa các cơ quan, giữa các chính phủ với nhau, giữa các tổ chức ngành nghề với nhau, giữa các doanh nghiệp với nhau, để chúng ta có những cái sự hợp tác tốt hơn. For example, to help Singapore companies gain a better understanding of the Vietnamese market, the Singapore Logistics Association, in partnership with the Vietnam Logistics Business Association and the Trade Office of the Vietnam Embassy in Singapore, organized a business mission to Ho Chi Minh City in 2019. Ví dụ, một trong những cái ví dụ mà chúng tôi đã làm để mà thúc đẩy cái sự hợp tác đó là cái gì? Chúng tôi hiệp hội logistics của Singapore đã hợp tác với hiệp hội của Việt Nam cùng với thương vụ của Việt Nam tại Singapore. Chúng tôi tổ chức một cái đoàn cho các doanh nghiệp đi thăm Việt Nam vào năm 2019. Through this mission, 29 delegates from 13 Singapore companies gained very good insights of Vietnam. They visited logistic facilities and explored potential partnership. In fact, one Singapore company felt that the trip was especially useful and they are going to set up an office in Ho Chi Minh City. Như vậy thì 29 cái đoàn thành viên trong cái đoàn phái đoàn mà đi thăm và tìm hiểu cơ hội kinh doanh này đã tìm hiểu và khám phá rất là nhiều các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Và nói thật là chúng đã có một cái công ty cũng đã dự tính cái việc là thiết lập một cái văn phòng tại Việt Nam. Having covered the Singapore logistics landscape, let me now share some potential areas for collaboration between Singapore and Vietnamese companies. Và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ thêm một số các cái cơ hội mà giữa Việt Nam và Singapore chúng ta có thể khai phá tốt hơn. Global developments include the setting up of manufacturing bases in ASEAN and new regional trade facilitation agreements have driven Singapore and global companies to expand operations into Vietnam.
Và với cái xu thế toàn cầu hóa như vậy thì rất là nhiều các doanh nghiệp là mong muốn là mở rộng cái cơ sở sản xuất cái kinh doanh ra. Và Singapore cũng nằm trong cái xu thế đó, tức là mong muốn có những cái cơ sở sản xuất tại Việt Nam. For instance, the ASEAN Customs Transit System was recently launched as a regional initiative which aims to allow traders to move goods across ASEAN member states without needing to change vehicles or make multiple custom declaration. Initiative like this facilitates business partnership as well as promote cross-border trade between ASEAN member states. Và cái sáng kiến về thuận lợi trong hải quan của ASEAN cũng là một trong những cái cách thức để thúc đẩy cái việc hàng hóa được giao lưu và lưu thông một cách thuận tiện giữa các cái quốc gia ASEAN với nhau. Hence, one potential area with Singapore and Vietnamese company could collaborate in is cross-border logistics. Và một trong những cái cơ hội đó chính là cái logistics xuyên biên giới giữa Singapore và Việt Nam. In this respect, I would like to draw attention to the recent launch of the Vinh Phúc Inland Container Depot Logistics Center or Superport, a joint project between Singapore YCH Group and Vietnam's TNT Group. Thì liên quan đến cái này thì tôi cũng muốn giới thiệu một cái dự án mà chúng tôi đã hoàn thành, đó là cái cảng logistics ở Vĩnh Phúc đó. Đây là một sự hợp tác giữa công ty TNT của Việt Nam và một cái doanh nghiệp của Singapore cũng đã được thiết lập ở tỉnh Vĩnh Phúc. As a pilot project of the ASEAN Smart Logistics Network, the Superport serves as a keynote for regional trade between Vietnam, ASEAN and other international markets. It is a multimodal logistics hub strategically located in the vicinity of 20 industrial parks to complement Vietnam's growing manufacturing sector. Thì với cái dự án thí điểm này, đây được coi là một cái cách thức để mà hỗ trợ cho các phương tiện các logistics vận chuyển đa phương tiện để chúng ta thúc đẩy được cái giao thương giữa Việt Nam, Singapore, giữa Việt Nam với các nước trong ASEAN và các cái quốc gia khác trên thế giới trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu. This project is the largest logistics project by a Singapore company in Vietnam so far, and it is poised to bring about many opportunities for collaboration in areas such as third party logistics and container logistics. Như vậy là cái dự án này được coi là một cái dự án lớn nhất giữa Việt Nam và Singapore. Thì đây sẽ là một cái dự án nó sẽ thúc đẩy tiếp tục các cái hợp tác khác giữa với các cái bên thứ ba khác nữa. The second area that companies from Vietnam and Singapore can collaborate is to strengthen digital connectivity for trade and logistics. Một cái bản nữa là chúng ta có thể là gia tăng làm tốt hơn các cái mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Singapore. An online platform that ASEAN companies can leverage on is the highly connected and vibrant e-trade or Hive community platform for logistics. Và tạo ra một cái nền tảng để mà kết nối thương mại tốt hơn giữa hai quốc gia. Co-developed by the Singapore Logistics Association and Global E-Trade Services, Hive is a virtual platform aimed at connecting freight forwarders, shippers, customs brokers, and other traders across Southeast Asia and beyond. Và cái nền tảng ảo này nhằm có mục đích là để kết nối các cái đơn vị làm logistics với nhau, giữa những cái hãng tàu với nhau, giữa những người làm forwarder với nhau, giữa các bên liên quan với nhau. Users can leverage on this digital platform to source for new partners, new businesses, as well as locate solutions for trade facilitation. Và người dùng có thể sử dụng cái nền tảng ảo này để mà có thể là thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các cái đối tác và làm cho cái thúc đẩy thương mại giữa các bên được tốt hơn. The third area for collaboration will be in e-commerce supply chain, leveraging on the strong e-commerce growth
in ASEAN. Và một cái mảng thứ ba nữa, chúng ta có thể coi đó là một trong những cơ hội để phát triển kinh doanh, đó là cái mảng thương mại điện tử cũng đã phát triển rất là tốt rồi. Singapore and Vietnamese companies can partner each other to strengthen and optimize their e-commerce supply chain networks in the region. Như vậy là các cái doanh nghiệp Việt Nam và Singapore có thể hợp lực với nhau để mà tối đa hóa, làm cho nó mạnh mẽ hơn về cái kinh doanh thương mại điện tử, cái cung cầu trong cái chuỗi cung ứng về thương mại điện tử giữa hai quốc gia. For example, an online digital B2B trading platform for perishable food operated by Singapore company Advanced Produce Center or APC is looking to partner Vietnamese exporters and growers to export their food via digital platform. Và một cái nền tảng mà chúng tôi cũng đã thiết lập để mà thúc đẩy cái sự hợp tác giữa các cái doanh nghiệp và kinh doanh trong cái những cái thực phẩm rau quả trái cây đó, thì đây là một cái nền tảng mà chúng tôi mong muốn để tìm kiếm các cái nhà sản xuất đồ ăn, thức uống, thực phẩm trái cây của Việt Nam để có thể xuất khẩu những cái sản phẩm đó qua Việt Nam, qua Singapore. We would like to take this opportunity to thank the Trade Office of Vietnam Embassy in Singapore for the strong support rendered to APC to promote collaboration with the Vietnamese partners. Và cái công ty mà đang đảm trách các cái hoạt động mà xúc tiến các cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào Singapore đó, công ty APC, và tôi cũng xin cảm ơn cái thương vụ của Việt Nam tại Singapore đã có những cái hỗ trợ cho APC trong việc thực hiện cái dự án này. Ladies and gentlemen, the growth of regional trade and facilitation in cross-border movement have created more opportunities for partnerships to be formed than ever before. Như vậy cái sự toàn cầu hóa như vậy đó, rồi cái sự hội nhập như vậy đã tạo ra những cái cơ hội gắn kết các cái nền kinh tế trong khu vực rất là mạnh mẽ mà trước đây chưa bao giờ từng có. In closing, I encourage all participants today to make good use of the Vietnam ASEAN Logistics Forum to explore business opportunities and forge partnerships. As the Singapore government agency leading enterprise growth and internationalization, Enterprise Singapore looks forward to working closely with all of you. Và điều này nó đặt ra cho chúng ta phải biết cách tận dụng, khai thác tất cả những cái cơ hội hiện có, và với vai trò là một cái đơn vị hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Singapore thì chúng tôi rất mong muốn được đóng góp vào cái sự thúc đẩy phát triển này. I wish all of you a great day ahead. Good health to you and your families. Take good care of yourself amidst the COVID situation. And thank you very much for your attention. Thank you, Tony, for the wonderful translation. Thank you. Và cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị và chúc một ngày làm việc tốt đẹp, và chúc tất cả quý vị, gia đình của quý vị có được một sức khỏe tốt, an toàn trong cái mùa dịch bệnh COVID này. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Lo Trung Minh, Vụ trưởng Giao thông và Logistics, Tổng vụ Doanh nghiệp Singapore, Bộ Công Thương Singapore, với cái bài trình bày rất nhiều những thông tin hữu ích, thú vị. So thank you, Mr. Lo Chan Minh, Director, Department of Transport and Logistics, Enterprise Singapore, for a very informative presentation. Thank you. Trong cái bài trình bày của ông Lo Trung Minh, thì tôi thấy là có một cái nội dung về trung tâm ươm mầm sáng tạo, thì là một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều điểm để có thể là các cái doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng như là các như hiệp hội logistics Việt Nam sẽ hết sức là quan tâm. In your presentation, you share with us the innovative incubation center, and I think this is a good news for Vietnamese businesses to look forward for business opportunities with Singaporean partners. Tôi rất mong là trong thời gian tới thì ông Lo Trung Minh sẽ chia sẻ với chúng tôi cụ thể hơn, nhiều thông tin hơn nữa về sự vận hành của tâm ươm mầm sáng tạo logistics này, và rất là mong là phía Hiệp hội Logistics Việt Nam cũng có thể là nghiên cứu để trong tương lai có cái sự hợp tác với Singapore để
có thể là đưa vào cái việc ứng dụng tại Việt Nam, phát triển tại Việt Nam những cái trung tâm ươm mầm sáng tạo này. And I hope that Mr. Lau Chung-ming will further share with us more details about this innovative incubation center. And also hope VOA of Vietnam will cooperate with Singaporean partner to promote the cooperation regarding to this incubation center. Và trong cái phần phát biểu của ông Lau Chung-ming thì ông cũng đã đề xuất một cái ý tưởng, tôi cho rằng đó ý tưởng đó rất là hay và thiết thực, đó là thiết lập và vận hành như một cái nền tảng kết nối virtual, kết nối trực tuyến giữa các cái doanh nghiệp logistics của các nước ASEAN với nhau. And also in Mr. Lau Chung-ming's presentation, you also propose a very, very good initiative that is the virtual platform for businesses. Chúng tôi cũng rất là mong chờ cái nền tảng này sẽ được vận hành và phát triển tốt trong tương lai, sẽ đem lại rất là nhiều những cái cơ hội giá trị cho cái sự hợp tác giữa các cái doanh nghiệp logistics Việt Nam và các nước ASEAN khác. And we are looking forward to the development and operation of this virtual platform for best business opportunities for ASEAN countries. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn ông Lau Chung-ming. Và tiếp theo tôi xin mời ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, VLA, sẽ chia sẻ với chúng ta về những cơ hội hợp tác với ngành logistics Việt Nam. Xin kính mời ông. And once again, thank you, Mr. Lau Chung-ming. And now I would like to invite Mr. Nguyễn Tương, Deputy General Secretary Vietnam Logistics Business Association, VOA, to present another topic about opportunities to cooperate with Vietnam logistics industry. So, Mr. Nguyễn Tương, please. Thank you, Madam Phi. Xin gửi chào lời chào buổi sáng đến tất cả các vị tham gia hội thảo. So very good morning to all ladies and gentlemen participants of this forum. Kính thưa ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và quý vị tham gia hội thảo ngày hôm nay. Dear Mr. Lê Hoàng Tài, Deputy Director General, Vietnam Trade Promotion Agency, and dear all distinguished guests, ladies and gentlemen. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, tôi xin trình bày bài phát biểu. Bài phát biểu của tôi sẽ gồm hai phần. So on behalf of VLA of Vietnam, I would like to share with you my presentation, and it consists of two sessions. Phần một là giới thiệu bức tranh tổng quan ngành dịch vụ logistics Việt Nam. The first session is the overall pictures of Vietnam logistics industry. Ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2019 phát triển với tốc độ 12% đến 14% năm, tỷ lệ thương ngoại khoảng 60 đến 70%. LPI của Ngân hàng Thế giới xếp hạng năm 2018 xếp thứ 39 trên 160 nước, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN và đứng ở hàng đầu trong các nền kinh tế mới nổi. Vietnam logistics service industry in 2019 develops at the rate of 12 to 14% per year, and the outsourcing rate is about 60 to 70%, and LPI in 2018 ran 39 over 160 countries and ran the third among ASEAN countries and at the top of the emerging economies. Chi phí logistics so với GDP còn ở mức cao so với mức trung bình của thế giới. Năm 2018, chi phí logistics của chúng tôi là 16,8% so với 10,7% của mức trung bình thế giới. The logistics cost compared to GDP is still at the high rate compared to the world average rate. In 2018, it is 16.8% compared with 10.7%. Chất lượng cung cấp dịch vụ và trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ cao trong ngành dịch vụ còn là ở mức trung bình.
Vì thế tôi rất hoan nghênh những sáng kiến mà ông lo Trung Minh Singapore vừa mới đề ra. The quality of service delivery and the level of human resources have not met the demand, and the application of high tech in the logistics service industry is still at an average level. That's why I would like, I highly appreciate the recommendation put forward by Lo Chung Minh, from Singapore. Ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã bị tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. 20-60% doanh nghiệp bị thu hẹp hoạt động, hiện nay đang được phục hồi theo đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Theo một khảo sát gần đây, khoảng 60% doanh nghiệp logistics đạt khoảng 80% hoạt động trước khi nổ ra đại dịch, nhờ nỗ lực thích ứng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành dịch vụ logistics Việt Nam và thế giới. Vietnam logistics service industry has been strongly affected by the COVID-19. 20% business is the downside. Currently, they are covered according to the momentum of the Vietnamese economy. And according to the recent survey, about 60% of logistics businesses achieve around 80% of their operation before the outbreak of the pandemic, thanks to their efforts to adapt and accelerate the digital transformation. Hiện nay, chúng tôi có khoảng 4.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và nội địa. Khoảng trên 90% doanh nghiệp logistics là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp các loại hình dịch vụ logistics, trong đó chủ yếu là phương thức vận tải, giao nhận, kho bãi, khai báo hải quan, chuyển phát nhanh, đảm nhận hầu hết việc cung cấp các dịch vụ logistics nội địa. There are about 4,000 enterprises providing international and domestic logistics services, and about 90% of the logistics enterprises are small and medium enterprises, provide different types of logistics services, which are mainly most of transport, forwarding, warehousing, custom decoration, express delivery, take care of most of the provision of domestic logistics services. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA hiện có 453 hội viên đại diện cho quyền lợi hội viên cung cấp dịch vụ logistics, là thành viên của tổ chức giao nhận logistics quốc tế FIATA, hội viên của tổ chức Hiệp hội Giao nhận Logistics ASEAN AFA, có quan hệ mật thiết với các hiệp hội logistics là thành viên của AFA. And VOA currently has 453 members representing the interests of logistics service providers, and it is also a member of the International Logistics Organization of FIATA, and is also a member of the Association of Logistics ASEAN AFA, and it has close relationship with Logistics Association. Vì vậy, hiệp hội chúng tôi và các hiệp hội logistics của các nước ASEAN rất có điều kiện để mà hợp tác phát triển dịch vụ logistics trong khu vực nhằm phát triển thương mại. And that is very available for VLA to cooperate and develop the business opportunities and cooperation among ASEAN logistics association. Tình hình hoạt động logistics phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong thời gian gần đây. For the second part about the situation, the business situation of logistics industry supporting Vietnam and ASEAN countries in recent years. ASEAN là một trong những thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN đạt 57,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến các nước ASEAN đạt 25,3
2 tỷ US đô la, chiếm 9,6 trong tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đông Nam Á đạt 32,1 tỷ đô la, chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước. ASEAN is one of the main import-export markets of Vietnam. In 2019, the total import-export turnover of Vietnam with Southeast Asian countries reached 57.3 billion US dollar, in which export turnover of Vietnam to Southeast Asia reached 25.2 billion US dollar, accounting for 9.6% of the total export turnover of the country. Import turnover of Vietnam from Southeast Asia reached 32.1 billion US dollar, accounting for 12.7% of the total import turnover of Vietnam. Theo đó, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã phục vụ đắc lực cho việc gia tăng của thương mại hai bên. Ngành dịch vụ logistics Việt Nam là ngành dịch vụ thiết yếu có giá trị gia tăng cao, đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. The logistics service industry have effectively supported for the bilateral trade increase. And the logistics service industry is an essential service sector with high added value, and it has contributed to enhance the competitiveness of trade between Vietnam and ASEAN countries. ASEAN là một trong những thị trường cung cấp dịch vụ chính của doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. Hiện nay có khoảng 75% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam đang cung cấp dịch vụ cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN, và khoảng 73% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hàng nhập khẩu từ thị trường ASEAN vào Việt Nam. ASEAN is one of the main service providers of Vietnam's logistics service providers. Currently, about 75 of the Vietnamese logistics service providers are providing services for Vietnamese exports to ASEAN market, and about 73% of businesses provide services for import from ASEAN to Vietnam. Qua đây, qua số liệu này cho thấy ngành dịch vụ logistics Việt Nam gắn bó với dịch vụ logistics của các nước ASEAN. And this show the very close attachment of Vietnam logistics industry to other ASEAN logistics industries. Đây là một cơ hội rất tốt cho vấn đề hợp tác logistics giữa Việt Nam với các nước ASEAN. And this is a very good business opportunities between Vietnam and ASEAN countries. Tôi xin trình bày phần thứ hai là một số giải pháp hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics Việt Nam và ASEAN. And now I would like to come to another session. I would like to propose some recommendation for better cooperation between Vietnam logistics businesses and ASEAN countries. Việt Nam và nước và các nước thành viên khác của ASEAN đang có mối quan hệ hợp tác mật thiết trong các hoạt động cung cấp dịch vụ logistics. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống logistics của cả khu vực, các nước phải đảm bảo hoạt động liên tục của vận tải đa phương thức, tăng tính kết nối và tạo thuận lợi cho vận tải trên cơ sở các hiệp định đã ký kết và có hiệu lực. Vietnam and other ASEAN member countries have a very close cooperation relationship in logistics service activities. And in order to improve the competitiveness of logistics system of the whole region, countries must ensure the continuous operation of the multimodal transport and facilitate transport station on the basis of the size and effective agreements. Như hiệp định khung ASEAN để tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh. Such agreements, for example, the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit. Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức.
the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia. The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-Transport. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia về người bằng xe cơ giới, bằng đường bộ. The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Interstate Transport. The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of the Cross-Border Transport of Passengers by Road Vehicles. Và Hiệp định khung ASEAN về thương mại dịch vụ. And the ASEAN Framework on Trade in Service. Qua đó góp phần vào việc thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN. And this will contribute to implement the ASEAN Economic Community. Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh hợp tác trong việc phát triển vận tải xuyên quốc gia giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc biệt là dự án vận tải đa phương thức giữa ASEAN mà hiện nay Việt Nam và Thái Lan đang tiến hành dự án thí điểm vận tải giữa khu vực châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. To promote cooperation in the development of cross-border transport between China and ASEAN countries, especially the ASEAN Multimodal Transport Project of Vietnam and Thailand are currently undertaking the pilot project, the transportation between Asia Pacific region. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và các hội viên của hiệp hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội thành viên APA để thực hiện vai trò tích cực trong việc phát triển dịch vụ logistics, phục vụ đắc lực cho việc phát triển thương mại hàng hóa giữa các bên trong ASEAN và với thị trường ngoài khu vực ASEAN, trong đó có việc triển khai thực hiện điều kiện kinh doanh chuẩn của APA. The VLA and its members will work closely with APA, the union, in order to develop logistics services and serve and better serve the goods, the development of trade and trade in goods between the parties within ASEAN and with market beyond ASEAN countries. Trong đó, including including the implementation of AFTA standard business condition. AFTA standard trading conditions and matching between the members. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng logistics trong khu vực. Các dự án mà các nhà đầu tư ASEAN có thể xem xét tham gia vào Việt Nam như It is very necessary to further promote investment cooperation in developing logistics infrastructure in the region, a project that ASEAN investors may consider participating in Vietnam, for example. Phát triển cảng biển, kho bãi, bao gồm cả kho lạnh, dây chuyền cung ứng lạnh, phục vụ cho việc xuất khẩu hàng nông sản, hải sản, hoa quả, cũng như các trung tâm logistics vùng và khu vực như ở Vĩnh Phú mà ông Lo Trung Minh vừa đề cập. For example, seaport warehouses, including cold storage, cold chain for export of agricultural products, seafood and fruits, as well as regional logistics centers, as the one in Vĩnh Phú mentioned by Lo Chung Minh. Ba loại hình dịch vụ mà các nhà đầu tư nước ngoài được xem xét đầu tư 100% vốn của mình bao gồm and three types of services that foreign investors are considered to invest with 100% of their capital. Storage and warehouse services, freight transport agency services, and express courier services, các loại hình khác theo tỷ lệ vốn góp đã được quy định. And other types of investment
for services according to the capital contribution ratio is regulated by the law. Thank you for your attention. Thank you. Goodbye. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tương, Phó Tổng thư của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam VLA với cái phần trình bày vừa rồi. Trong bài trình bày của ông Nguyễn Tương thì ông đã nêu ra ba cái giải pháp hết sức là căn bản và thiết yếu cho cái sự hợp tác trong cái lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và các nước ASEAN khác. Tôi rất mong rằng các cái doanh nghiệp của logistics của Việt Nam và các nước ASEAN sẽ nghiên cứu sâu và hiện thực hóa các cái giải pháp này để trong cái thời gian tới sẽ cung cấp nhiều hơn nữa về mặt số lượng cũng như là tốt hơn nữa về mặt chất lượng các cái dịch vụ logistics cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu của các nước ASEAN. So thank you, Mr. Nguyễn Tường, Deputy General Secretary of VLA. And in his presentation, he proposed three recommendations. And I think that businesses should deeply study and find ways to realize those recommendations in order to have a better business cooperation altogether. Và tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời giới thiệu và giới thiệu ông Trương Xuân Trung, bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ Việt Nam tại Indonesia, sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái nội dung liên quan đến triển vọng thương mại Việt Nam Indonesia và một số vấn đề doanh nghiệp logistics Việt Nam Indonesia cần lưu ý. Xin kính mời ông. And now I would like to invite Mr. Trương Xuân Trung, First Secretary in charge of Vietnam Trade Office to Indonesia, to share with us Vietnam Indonesia trade prospects and some keynotes to Vietnamese Indonesian logistics businesses. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể khách quý. Ladies and gentlemen, dear distinguished guests, ladies and gentlemen. Vâng, trước tiên tôi xin được trân trọng cảm ơn Cục Xúc tiến Thương mại đã cho tôi cái cơ hội để tôi có cái bài trình bày ngắn gọn về cái triển vọng thương mại giữa Việt Nam và Indonesia cũng như là một số vấn đề mà doanh nghiệp hai nước cần lưu ý. So first of all, I would like to thank you, Vietrade, for giving me this opportunity to give a short presentation on some aspects that need to be considered between for the Vietnamese businesses and Indonesian businesses for regarding logistics. Yes. Vâng, trước tiên cái bài trình bày của tôi thì cũng sẽ gồm hai phần. Cái phần thứ nhất là triển vọng về thương mại giữa Việt Nam và Indonesia. Cái phần thứ hai là một số vấn đề mà doanh nghiệp logistics Việt Nam và Indonesia cần lưu ý. Thì về cái nội dung thứ nhất thì tôi xin giới thiệu sơ qua về cái triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia. So in my first item in from my presentation, I would like to present the prospects of trade between Vietnam and Indonesia. Như chúng ta đã thấy, triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong tương lai là rất khả quan. Khi mà hiện nay thì Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và Việt Nam thì hiện nay thì cũng là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai ở Đông Nam Á. So you see that the prospect of trade between the two countries are very potential because Indonesia is currently the one of the biggest economy in Southeast Asia, and Vietnam is also a country that has a very fast economic growth and ranked number two in Southeast Asia. Vâng, như chúng ta đã thấy thì Việt Nam là nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia vào năm 1955 và hiện nay thì hai nước đã tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Indonesia vào năm 2013 thì hai nước đã ký kết đối tác chiến lược và đây là hiện nay Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong khu vực Đông Nam Á. And you know, in 1955, Indonesia is the first country in the Southeast Asia that established the relationship with Vietnam. And and this year we celebrate 65 years for the anniversary. And in 2015, the President Trương Tấn Sang came to
Indonesia and the two countries signed the strategic partnership, and Vietnam is the unique strategic partner of Indonesia in the Southeast Asia. Vâng, riêng trong năm 2012 thì kim ngạch thương mại 2 triệu giữa Việt Nam và Indonesia ước đạt là 8,2 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay thì Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN. In particular, in 2020, the trade between Singapore and Vietnam increased a lot, and Vietnam is ranked top 3 in the Southeast Asia. Vâng, như chúng ta đã thấy đấy, như là năm nay thì kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đã giảm so với năm 2019 vì đại dịch COVID-19, và chúng ta hy vọng rằng sang năm 2021 thì hai nước sẽ đạt kim ngạch 10 tỷ đô la và được theo đạt cái chỉ tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. You see, this year the trade balance between the two countries decreased due to the COVID pandemic. And we hope that next year the two countries bilateral trade will obtain $10 billion is expected by the leaders of the two countries. Còn tổng quan về thị trường Indonesia thì hiện nay Indonesia với dân số khoảng trên 271 triệu người, đây là cái số liệu mà được Ngân hàng Thế giới tính vào năm 2019, và với cái mức tăng trưởng dân số bình quân là 1,1% trên một năm, thì ta có thể thấy rằng là Indonesia hiện nay là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á và là quốc gia có dân số đứng thứ tư trên thế giới. You see, the population of the Indonesia is 271 million, but that is the statistics of last year, and the increased rate of population is 1.1%, and Indonesia is the biggest economy and ran number 10 of the global, and trên ngoài ra thì Indonesia cũng hiện nay là nước thành viên của G20, cho nên đây cũng là một cái thị trường vô cùng tiềm năng cho Việt Nam. And you know, Indonesia is also a member of G20, and it is considered a very good opportunity for Vietnam. Vâng, về GDP thì tổng GDP của Indonesia đây được tính vào là năm 2018 thì đã đạt trên 1.000 tỷ đô la Mỹ, tức là đây là một trong những cái số quốc gia, ít số quốc gia mà có cái GDP đã đạt trên 1.000 tỷ đô la. And GDP of Indonesia in 2018 achieved more than 1,000 US dollar, and is considered very few countries that can achieve this figure. Vâng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Indonesia cho biết thì là tăng trưởng GDP của Indonesia trong năm 2019 đạt mức là 5,1%, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 4.330 đô la Mỹ trên người trên một năm. And in 2019, the GDP growth rate of Indonesia achieved at 5.1%, and the average income per capita is 4,303 US dollar per year per annual. Vâng, tuy nhiên thì tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm 2020 này thì được dự báo là sẽ về trở về cái mức tăng trưởng âm từ 1.5% đến âm 0.5%, bởi vì do cái tác động của đại dịch COVID-19. But this year, you know, due to the impact of pandemic COVID, the growth rate of Indonesia become negative, around 1.5 to 2.5%. Tuy nhiên, có một cái điểm tích cực cho thị trường Indonesia là hiện nay Indonesia với dân số khoảng trên 271 triệu người, nhưng mà trong đó có ước khoảng là 85 triệu người là thuộc tầng lớp trung lưu, và đây là một cái tầng lớp mà người ta có cái thu nhập cao và người ta chi tiêu cho cá nhân cũng chi tiêu cho hộ gia đình là tương đối lớn. And with the population of more than 270 million, especially, you know, the percentage of the middle income is more than 85%. This is good for
for business and consumption. Tầng lớp trung lưu của Indonesia này cũng sẽ là cái động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế của Indonesia, khi mà cái mức tiêu thụ của nhóm này đã chiếm 12% mỗi năm kể từ năm 2012. And with this 85% of income, middle income, you know, is the consumption rate is more than 12%. Vâng, đấy là một số cái thông tin về thị trường Indonesia. Tiếp theo tôi xin đề cập tới một số cái sản phẩm chính của Indonesia hiện nay. Thì hiện nay thì về Indonesia có hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là về mặt hàng nông sản, thì Indonesia hiện nay thì có sản xuất những cái sản phẩm như là gạo, dầu cọ, cà phê, trà, gia vị, sắn, đậu phộng, cacao, dừa, đường, cao su tự nhiên và thủy hải sản cũng như gia cầm. For the main commodities of Indonesia, here are some agricultural products like rice, palm oil, coffee, tea, spices, cassava, you know, peanuts, you know, cacao and coconut, sugar, rubber, you know, shrimp and fish, poultry, beef and ash. Vâng, và ngoài ra thì một số cái mặt hàng sản xuất công nghiệp của Indonesia thì gồm có như là cao su chế biến, gỗ rám, dệt may, may mặc, giày dép, thực phẩm chế biến, hàng điện tử và khí tự nhiên hóa lỏng. And some industrial products like processed rubber, timbers, you know. Vâng, tức là như chúng ta đã thấy thì Indonesia thì cũng là tương đối về phong phú và chủng loại hàng hóa và cũng rất là tương đồng với Việt Nam, cho nên là đây cũng là một cái khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mà muốn thâm nhập vào thị trường Indonesia, vì chúng ta phải cạnh tranh rất nhiều với cái sản phẩm chủng loại của Indonesia. So Indonesian products are similar and various compared with Vietnamese products, and I think it will be difficult for Vietnamese businesses to compete with their partners. Vâng, next slide please. Như chúng ta đã thấy ở cái slide tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng hiện nay Indonesia có một số cái mặt hàng có thế mạnh mà hiện nay mà Indonesia Việt Nam mình cần nhập khẩu, ví dụ như là than để phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, rồi là dầu dầu cọ thì cũng là cái này để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn nhập khẩu của Indonesia một số cái như là dầu mỏ, khí đốt và một số cái nguyên liệu khác như cao su tự nhiên, vân. You know, Indonesia has some advantage products that Vietnam need to import from Indonesia. For example, coal, palm oil, natural rubber, crude fuel. Yeah. Tuy nhiên ngược lại thì Việt Nam mình cũng đã xuất khẩu sang Indonesia một số cái mặt hàng chính như là gạo, rồi hàng nông sản cũng như thủy hải sản. However, Vietnam also exported to Indonesia, for example, some products like rice or seafood. Yeah. Như chúng ta đã thấy là bây giờ cái nhu cầu nhập khẩu của Indonesia thì riêng trong năm 2020 thì tổng kim ngạch nhập khẩu của Indonesia ước đạt là 137.4 tỷ đô la Mỹ. You know the but the demand for importing products of Indonesia, you know, is around $137 billion. Yes. Tuy nhiên cái nhu cầu nhập khẩu của Indonesia từ Việt Nam thì cũng tương đối lớn. So the demand for importing from Vietnam is quite huge. Yeah. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy là Indonesia có nhập khẩu 10 cái mặt hàng chính trong năm 2020 như cái slide tiếp theo. Đây, so this, slide. Yeah, this is 10 main products imported from Vietnam to Indonesia. Vâng, vì thời gian có hạn cho nên tôi cũng không đi chi tiết nhiều về cái vấn đề này. Yeah. So due to time constraint, I will not go in details. Tiếp theo là ta có thể đề cập đến những cái mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia. Thì chúng ta có thể thấy như là chúng ta có thể một số cái mặt hàng hiện nay là mình có mặt hàng như là sắt thép này, rồi hàng mặt hàng máy móc và thiết bị dụng cụ này, máy tính này, rồi mặt hàng dệt may,
điện thoại, sản phẩm nguyên liệu dệt may da dày, nhóm sản phẩm chất dẻo nguyên liệu cũng như là nhóm sản phẩm vận tải và phụ tùng. Thì đây là một số cái nhóm mặt hàng mà có thế mạnh của Việt Nam. And here are some of products that Vietnam had potential to export to Indonesia, like agricultural products, food and beverages, and machinery and electrical products. Vâng, tiếp theo, như bây giờ tôi xin giới thiệu về một số cái mặt hàng của Việt Nam có triển vọng để xuất khẩu sang thị trường Indonesia, và cái này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. And here are some products that Vietnamese businesses can export to Indonesia, and I think that are your concern. Yeah. Cái nhóm mặt hàng thứ nhất là nhóm mặt hàng về nông sản, thì bây giờ có những một số cái mặt hàng như là cà phê, chè và gia vị. Thì hiện nay mấy cái nhóm mặt hàng này thì đã hiện nay Indonesia cũng tương đối có nhu cầu, và hiện nay thì cà phê Việt Nam cũng như chè và gia vị cũng đã xuất khẩu vào thị trường Indonesia rồi, nhưng mà cái sản lượng cũng như cái giá trị nó chưa được lớn, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng này sang Indonesia. The first group of products is agricultural products, including coffee, you know, teas and spices. Vietnamese businesses already export to Indonesia those products, but the quantity and the value is still not high. So that's what you can consider to make it better. Cái nhóm mặt hàng thứ hai là nhóm mặt hàng là trái cây, nhóm mặt hàng rau quả tươi. Như hiện nay thì Việt Nam mình cũng đã xuất khẩu sang đây được là củ gừng tươi. Đây là cũng là một cái sản phẩm mà mình xuất khẩu tương đối lớn. Hiện nay mình đứng thứ nhất trong trên toàn thế giới khi xuất khẩu cái nhóm mặt hàng này. Thì ngoài ra còn một số cái nhóm mặt hàng khác như là hành, tỏi và ớt, thì cũng là một cái mặt hàng mà thị trường Indonesia rất cần, và mà hiện nay thì Việt Nam mình chưa xuất khẩu vào thị trường Indonesia được nhiều. And some other products, perishable fruits like onion, you know, garlic, chili, and ginger, you know, and those are products that very potential for Vietnamese businesses. Vâng, về cái nhóm mặt hàng trái cây tươi thì cũng báo cáo các quý vị đại biểu thì hiện nay thì nhóm mặt hàng này của Việt Nam thì xuất khẩu sang Indonesia tương đối hạn chế. For fresh fruits. Yes. Yeah, for fresh fruits, you know, export to Indonesia is still limited. Vâng, Việt Nam mình có một số cái tiềm năng và lợi thế đối với một số cái trái cây có thế mạnh như là quả vải, quả nhãn, mà hiện nay thì chính phủ Indonesia cũng không có một cái quy định nào về cái hạn chế nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam, cho nên đây cũng là một cái cơ hội cho quả vải tươi của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Indonesia. You know, some special fruits of Vietnam has a very potential to export to Indonesia, and the Indonesian government hasn't got any limitation for those special fruits from Vietnam. Yeah. Nhóm sản phẩm tiếp theo là nhóm sản phẩm về thực phẩm và đồ uống. Thì hiện nay thì đối với cái sản phẩm đồ uống ngọt đóng chai, hiện nay thì thị trường Indonesia là tiêu thụ rất lớn, bởi vì đây là cái thị hiếu của người tiêu dùng Indonesia. Ngoài ra thì cũng một số cái nhóm sản phẩm khác như mì ăn liền và bánh kẹo cũng là một cái nhóm sản phẩm có thị trường lớn của Việt Nam. And the second group is food and beverages, for example bottle beverages, or you know, those are very favorite foods of Indonesian people. Yeah, instant noodle. Yeah. Nhóm mặt hàng tiếp theo là nhóm mặt hàng về máy móc và thiết bị điện. And the next is electrical machinery products. Vâng, đây là một cái nhóm mặt hàng mà Việt Nam có rất có tiềm năng, và hiện nay thì có một số cái hãng của Việt Nam cũng đã thâm nhập vào thị trường Indonesia và có cái doanh thu tương đối lớn như là Kangaroo và Sunhow. And you know, and this is a very potential for Vietnam. And some brands already enter the market like Kangaroo and Sunhow. Trong đó thì có một số cái sản phẩm như hàng điện gia dụng này, rồi là máy biến thế này, rồi là máy phát điện này, rồi là bình nước nóng lạnh này. Some products, for example, household appliances, transformer and statistics. Transformers and a generator, electrical generator, for example.
Và cái nhóm mặt hàng tiếp theo là nhóm mặt hàng về hàng gia dụng và sản phẩm từ sắt thép. And the next is household products and also products from steel and iron. Hiện nay thì cái nhóm mặt hàng này của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện nay thì cũng có một cái rào cản thương mại và cũng đang gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Those are exported to Indonesia a lot, but however, there are a barrier, trade barrier for Vietnamese exporters. Vâng, cái nhóm mặt hàng tiếp theo rất có tiềm năng, đó là cái nhóm mặt hàng về vật liệu xây dựng. And also a lot of products is construction raw material. Như chúng ta đã biết là Tổng thống Indonesia đã quyết định di rời thủ đô Jakarta về Kalimantan vào năm 2024. You know, you already know that the president of the Indonesia had decided to move the capital to Kalimantan in 2024, right? Yes. Đây là một cái cơ hội cho các sản phẩm về vật liệu xây dựng của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia. And this is a very good opportunity for exporters of construction material to Indonesia. Vì chúng ta thấy rằng là khi mà xây dựng một cái thủ đô mới thì ngoài xây dựng các cơ sở tầng rồi là các trụ sở nhà máy văn phòng thì ngoài ra còn xây dựng cả những cái khu nhà cao tầng để cho cán bộ công nhân viên cũng như người dân sống, cho nên là cái nhu cầu vật liệu xây dựng rất là cao. So you know when the country is building a new capital, you know the demand for material for infrastructure, you know houses, buildings, you know, are very high. Còn cái nhóm sản phẩm cuối cùng là nhóm sản phẩm về hàng may mặc và giày dép, thì đây cũng là một cái nhóm mặt hàng có thế mạnh cho Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cạnh tranh với chính Indonesia, vì Indonesia cũng là một quốc gia mà sản xuất và xuất khẩu cái nhóm mặt hàng này, đứng trong top đầu thế giới. You know, the last group is footwear and footwear, you know, and textile products, and this is a very Vietnam has a very advantage for these products, but Vietnam businesses must compete with Indonesian partners because Indonesia is also very strong in footwear industry and textile industry. Vâng, tôi xin chuyển sang cái nội dung thứ hai là một số vấn đề về logistics doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia cần lưu ý. And now let's come to some logistics issues that need to be considered. Như chúng ta đã thấy thì cái đại dịch COVID-19 này thì nó không chỉ tác động đến Việt Nam, ngoài ra nó tác động đến Indonesia và cũng như tác động đến toàn bộ các quốc gia trên toàn thế giới. And you know, pandemic COVID, you know, impact not only Vietnam or Indonesia but or every country in the world. Đặc biệt là vào cái giai đoạn trong đầu quý 2, đầu tháng 3, từ tháng 3 đến tháng 5 thì Indonesia bị tác động nặng nề, bởi vì khi đó là hiện nay là cái quan hệ giao thương giữa Indonesia và Trung Quốc hoàn toàn bị ngừng trệ. Especially the big impact from March to May and during that time the trade relationship between Indonesia and China has been stopped. Tôi sẽ xin trình bày về cái tác động của cái đại dịch COVID-19 đối với lĩnh vực logistics và giao nhận. And now I will focus on the impact of pandemic on logistics and forwarding business. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2020 thì cái đại dịch COVID-19 này đã làm cho cái cảng biển lớn nhất của Indonesia đã giảm tới là 5,13%. The pandemic of COVID has have a big impact on the logistics industry of Indonesia, and the volume of transportation through the ports has increased around 5.3%. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2020 thì cái lượng container 20 feet mà đến cái cảng lớn nhất của Indonesia này chỉ đạt trên gần 1 triệu chiếc. The container, you know, of more than 20 feet coming to the biggest port of Indonesia is around only 1 million container. Tức là giảm 5
Dạ, giảm 5,5% so với cái mức là 1.050.000 chiếc. The decrease is 5.5%. Yeah. Trong khi đó thì cái số lượng là tàu chở hàng thì chỉ có là 544 tàu chở hàng container đã bị hủy trong cái giai đoạn này. And there are around 544 vessels were canceled during this time. Nó đã gây thiệt hại cho khoảng là 220.000 đô la cho mỗi chiếc. The amount, how much is it? 220.000 đô la cho mỗi chiếc tàu. Yeah. So the loss, you know, for each vessel is around $220,000. Còn thì về cái lĩnh vực về thương mại thì cái đại dịch Covid-19 này thì nó tác động đến cả xuất và nhập khẩu của Indonesia. And the impact is for both import and export industry of Indonesia. Còn về lĩnh vực sản xuất thì là dịch bệnh Covid-19 này đã trong cái giai đoạn đầu đã làm tê liệt hoàn toàn cái hoạt động sản xuất tại Indonesia, vì tại thời điểm đó thì Indonesia các nhà máy hoàn toàn đóng cửa. You know the impact of the pandemic, you know, has shocked the whole manufacturing sector of Indonesia. Businesses had to close their businesses. Điều đó thì đã dẫn đến cái việc là cái giao thông vận tải cũng như cái logistics tại Indonesia đã bị đình trệ trong cái giai đoạn từ tháng 2 cho đến tháng 3 đến tháng 5. Yeah, and it's resulted in the stagnant of transport or logistics from March to May. Ngoài ra thì cái đại dịch Covid-19 này cũng đã tác động cực lớn đối với lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là cái lĩnh vực hàng không của Indonesia. And the pandemic also had a big impact on the transport, especially the airline business of Indonesia. Hầu hết các hãng hàng không, kể cả nhà nước và tư nhân của Indonesia, trong cái giai đoạn từ tháng 2 cho đến tháng 5 của Indonesia đều dừng hoạt động. You know, almost all airline businesses, both state owned or private, you know, were closed of operation. Nói chung là cái đại dịch Covid-19 này đã tác động đến toàn bộ hoạt động của kinh tế của Indonesia. Đó là lý do tại sao mà cho tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm 2020 dự kiến là sẽ ở mức âm. You know, the pandemic, you know, impact all the business sectors of Indonesia. That's why the economic rate, growth rate is negative. Cái nội dung thứ hai thì tôi muốn đề cập đến là một số cái vấn đề về logistics mà doanh nghiệp hai nước cần lưu ý. And now I would like to focus on some logistics issues that need to be care by businesses of both countries. Báo cáo các quý vị đại biểu là tháng 4 năm 2020 thì Bộ Thương mại Indonesia ban hành quy định số 40. You know, in April 2020, the ministers of trade of Indonesia issued the decision number 40. Vâng, với cái quy định số 40 này thì chính phủ Indonesia yêu cầu đối với một số mặt hàng xuất và nhập khẩu nhất định thì phải sử dụng là hãng tàu và hãng bảo hiểm của Indonesia. So with this decision, you know, the government regulated that the shipping services and also insurance services should be used for some commodities. Trong đó có bốn cái mặt hàng mà chính phủ Indonesia quy định là phải sử dụng hãng tàu và bảo hiểm Indonesia, gồm xuất khẩu than và xuất khẩu dầu cọ. And for products that the government require the use of services of Indonesia business, for example, coal and palm oil. Palm oil. Yeah, palm oil. Còn trong cái chiều ngược lại thì nhập khẩu gạo và nhập khẩu cái tài sản mua bán của chính phủ thì cũng phải sử dụng hãng tàu và hãng bảo hiểm của Indonesia. Oh, and in the contrast, you know, when businesses import rice or other products, they must also use
Indonesian service businesses. Tuy nhiên, cái quy định của Indonesia này chỉ áp dụng cho tàu có tải trọng tối đa là 15.000 tấn. But this decision only apply to vessels with more than 18,000 tons. Vâng, ngoài ra thì đối với những cái tàu mà vận tải có tải trọng lên trên 15.000 tấn thì đã không thuộc phạm vi điều chỉnh của cái quy định này. For vessels with less than, right? Cao hơn. With vessels more than 15,000 tons are not under this regulation. Điều đó có nghĩa là đối với những cái sản cái tàu vận tải mà từ 15.000 tấn trở xuống thì chỉ các doanh nghiệp Indonesia mới được áp dụng. It means that for vessels with less than 15,000 tons are applied to Indonesian businesses. Còn thì các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp thế giới thì nếu mà muốn hoạt động trong lĩnh vực vận tải thì phải sử dụng tàu trên 15.000 tấn. It means that you know, Vietnamese businesses or businesses of other countries must use vessels with more than 15,000 tons. Ngoài ra thì theo cái quy định 40 này thì cũng quy định là khi làm cái thủ tục hoạt động xuất nhập khẩu bốn cái mặt hàng nói trên thì các nhà xuất nhập khẩu đều phải cung cấp các dữ liệu cho Bộ Thương mại Indonesia. And the decision also require the businesses involving the business of foreign products must supply the data to the government authority. Và cái quy định này thì nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. And this decision takes effect from the 1st of May 2020. Vâng, thì đây là cái lưu ý lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia hoạt động trong lĩnh vực logistics. So that's what you need to take into consideration for logistics business. Vâng, ngoài ra thì trong cái lĩnh vực hàng không thì hiện nay thì trong cái lĩnh vực hàng không trong cái lĩnh vực vận tải hàng không thì hiện nay thì Việt Nam và Indonesia thì hiện nay chỉ có là hãng Việt Nam Airlines và Vietjet Air hoạt động. And for the airline business, you know, there are only two airliners, Vietnam Airlines and Vietjet Air, has the operation in Indonesia. Tuy nhiên hiện nay thì do cái đại dịch COVID-19 thì cái hoạt động của hai hãng hàng không này cũng bị hạn chế rất nhiều. But due to the COVID, the operation of both airliners are still very limited. Vâng, tuy nhiên thì cũng có một thông tin đối với toàn bộ các quý vị doanh nghiệp là hiện nay thì hai hãng hàng không này thì luôn luôn sẵn sàng chờ đợi nếu mà khi có đủ hàng hóa thì họ cũng sẽ bay giữa Việt Nam và Indonesia. But it's good news that the both airliners are ready when the business opportunities comes and they will ready to support businesses. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là một số cái thông tin về cái bài trình bày của tôi trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. So ladies and gentlemen, those are information that I would like to share in this forum this morning. Vâng, nếu mà quý vị mà có cái câu hỏi nào cũng như có thắc mắc nào cũng như là cần trợ giúp thì xin liên hệ với chỗ Cục Xúc Tiến Thương Mại hoặc là thông qua Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. So for further question or any inquiries, feel free to contact Vietrade Trade offices in Indonesia, and I'm very happy to support you. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn Cục Xúc Tiến Thương Mại cũng như cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của toàn thể các quý vị đại biểu. So once again, thank you very much for Vietrade and participant for listening to my presentation. Vâng, xin cảm ơn. Ông Trương Xuân Trung đã dành thời gian chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích với diễn đàn. So thank you, Mr. Trương Xuân Trung, for spending time sharing very valuable information to the forum. Kính thưa quý vị, phần trình bày của ông Trương Xuân Trung đã kết thúc phiên toàn thể của diễn đàn chúng ta sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị, các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp các nước ASEAN sẽ đăng nhập các cái phòng giao thương để giao dịch trực tuyến với nhau theo lịch ban tổ chức đã sắp xếp và thông báo với các quý vị.
So with that, it ends the first session of the forum. And now I would like to invite businesses to join the rooms already assigned to businesses for B2B matching. Và trước khi kết thúc phiên toàn thể tại đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị diễn giả và toàn thể các quý vị đại biểu, các doanh tổ chức của các nước ASEAN và Việt Nam đã tham dự phiên toàn thể sáng nay. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư triển vọng sẽ mở ra từ diễn đàn này của chúng ta và chúc các doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN khác sẽ kết nối giao thương và hợp tác thành công trong các phiên giao dịch ngay sau đây của diễn đàn. And on behalf of the organizer, I would like to thank the speakers, distinguished guests, business association, enterprises, representatives of trade offices for joining this forum this morning. I also would like to wish good health and good success to all of you and businesses for better cooperation right now.